của An Giang. Trang trí lại mới quá ha. Quá đẹp. Cabin giả chiến đẹp quá ha. Cộng dây thừng à. Chà bá luôn. Nó nhỏ xíu mà kéo chiếc xà lan này thâu quá khủng luôn rồi. Xà lan ở Sài Gòn, xà lan này nó cũ, nó chóc hút sơn rồi kìa, nhìn thấy khủng rồi chứ, à, chóc là cả lớp, lớp luôn rồi. Sơn nó chóc rồi đó, không biết dữ. Hai bên đó nó chắc bên cái gì để dằn chân lại cái xà lái vậy, lại hàng quá vậy ha. Ở phía sau có chiếc tàu ủi thêm nữa nè, để dằn lái nè ha. Tàu này để ủi bẻ lái nè. Cũng bằng cây luôn, mới quá mới, của Cần Thơ luôn ha. Chiếc xà lan cực kỳ thiệt. Nước lớn ha. Chạy dọc lên trên luôn. Nhìn chiếc xà lan. Dàn xà lan này quá khủng thiệt mà. Nó xét chóc lớp nước sơn quá trời luôn. Cần tới thì thời gian bảo trì. Hết biết luôn. Mình thấy nhà cũng quá trời khủng luôn. Chiếc tàu ủi chợ đó. Xà lan tàu ủi Sài Gòn. Công trình nào đây ha. Quá dữ luôn rồi. Nguyên cái chiếc ở Long An luôn á chứ. Xà lan này 3 mét, hai cái Vĩnh Long
chiếc ngược chiều đi ra đó em. Tàu ủi thằng kéo qua lăng ngang, ủi xà lan đà, cái chiếc ngược chiều ra đó nè, là hai cabin nha, trước và sau luôn. Dính rồi kìa, dính con bèo đi, kéo dài luôn, quá dữ luôn. Đây nè, bèo dính đèo nè.